Xin chào cả nhà, chào quý ông bà, cô dì, chú bác và các bạn đã đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung tạm đình chỉ tư cách luật sư đối với bà Đặng Thị Hàn Ni. Bà Đặng Thị Hàn Ni đã bị Đoàn Luật sư Hồ Chí Minh tạm đình chỉ tư cách là luật sư cho đến khi có phán quyết cuối cùng của tòa án. Chiều hôm nay ngày 26 tháng 3 xác nhận với báo chí, luật sư Nguyễn Văn Trung, chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hồ Chí Minh cho biết đã tạm đình chỉ tư cách luật sư đối với bị can Đặng Thị Hàn Ni, sinh năm 1977, ngụ quận 7 ở Hồ Chí Minh. Đoàn Luật sư Hồ Chí Minh đã họp xem xét tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề của luật sư của bà Hàn Ni. Qua đó, đoàn đã thống nhất tạm đình chỉ tư cách luật sư cho đến khi có phán quyết cuối cùng của các cơ quan thẩm quyền đối với bà Hàn Ni. Luật sư Nguyễn Văn Trung cho biết như vậy. Trước đó, Đoàn Luật sư Hồ Chí Minh nhận được thông tin bà Đặng Thị Hàn Ni vừa là nhà báo vừa là luật sư. Theo điều 17 và 18 của luật sư mà năm 2006 thì sẽ không được cấp chứng chỉ hành nghề và thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư đối với những người đang là cán bộ, công chức và viên chức. Sau khi tiếp nhận thông tin bà Hàn Ni vừa là nhà báo vừa là luật sư vì vi phạm luật mà luật sư năm 2006, Đoàn Luật sư Hồ Chí Minh đã có công văn gửi đến một số đơn vị để xác minh nhưng chưa nhận được thông tin phản hồi để thu hồi chứng chỉ, và ngày 24 tháng 2 Công an Hồ Chí Minh đã thực hiện lệnh bắt để tạm giam bà Hàn Ni. Bà Đặng Thị Hàn Ni bị khởi tố và tạm giam theo điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015 về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, cá nhân. Bà Hàn Ni đã bị bà Nguyễn Phương Hằng là CEO công ty Đại Nam tố cáo đến cơ quan công an và yêu cầu chấm dứt sử dụng hình ảnh và thông tin liên quan, và Công an Hồ Chí Minh đã có nhiều lần làm việc với bà Hàn Ni từ đơn tố cáo của bà Hàn.